Xin chào thân ái quý thắng, chào mừng trở lại với channel của mình là Quân Toriko đây. Rất vui khi gặp lại các bạn trong series Run City và xin chúc các bạn có một ngày thật tốt lành và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin thành cảm ơn. Rồi, nói chung thì riêng mình trong ngày hôm nay thì rất là cay luôn các bạn. Các bạn có thể thấy là chỉ sau một ngày mà nét chúng ta lại thành ra như thế này. Nói chung là tàn tệ gì đâu luôn á. Rồi, thì các bạn có thể thấy là tự nhiên đang yên đang lành, tự nhiên đang có cuộc đua Harris mà sao mình lại vào mà mình lại like những chú rồng này rồi trên đây, rồi sao không đi like Euclid và Albertix đi mà ở đây lại có những chú rồng mà gọi là một cách rất là ngẫu nhiên luôn các bạn. Và một điều các bạn có thể chú ý nữa là số kim cương của chúng ta, số game của chúng ta ngày hôm qua từ 6k 736 các bạn, và ngày hôm nay thì chúng ta chỉ còn là 6k 484 thôi. Tại sao là như vậy? What? Chuyện gì đã xảy ra? Trời ơi, không lẽ là trong lúc mình ngủ say rồi mình lại vào đây rồi mình lại làm cái này mà mình không hề biết. Đây nữa các bạn. Đấy, đang gọi là chúng ta đang trồng cây 30 giây mà tự nhiên không sao bây giờ lên 20 tiếng rồi. Kiểu như là cây này được tiêm thêm những cái liều thuốc mà bổ hay sao mà lại như thành ra như thế này. Thì nói chung là một câu giải thích cho những chuyện đã xảy ra thôi các bạn. Đó chính là chúng ta đã bị tấn công. Mà người tấn công chúng ta không ai khác chính là em họ của mình ở trên nhà dì. Đấy, thì chúng ta có hai người, gọi là hai người em họ trên nhà dì, thì một thằng lớn và một thằng bé. Tuy nhiên thì được tấn công này là từ thằng lớn các bạn. Là trong lúc mình ngủ thì nói chung mình có hai điện thoại mà. Một cái điện thoại thì mình giữ bên người rồi, còn một cái điện thoại mình đang sạc pin. Và điều đáng buồn là hai điện thoại thì mình gọi là bình thường á, mình sẽ để một nick chính và một nick phụ, nhưng mà do những ngày trước chúng ta bận cày Harris nên gọi là hai điện thoại đều đăng nhập một nick chính luôn. Thành ra là mặc dù mình đang giữ điện thoại chính, điện thoại K30 này, mà điện thoại kia của mình là đang sạc pin, thì em của mình đã vào và gọi là tấn công chúng ta. Thực sự thì gọi là tấn công thì nói một cách khác á, là em mình chỉ vào chơi bình thường thôi. Nhưng mà cuộc chơi của em mình đó lại là một cái sự tấn công tàn phá cho hòn đảo trong series chúng ta, gọi là một cách gì đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau là đi phân tích chuyện gì đã xảy ra nha các bạn. Đấy, dòng thời gian cứ trôi và chỉ sau một giấc ngủ của mình, nói chung là hồi tối hôm qua thì mình cũng rất là buồn ngủ các bạn. Mình đăng xong một video rồi mình chưa kịp là để vào một cái là avatar cho đẹp mắt nữa thì mình đã đi ngủ rồi. Và mình hơi chủ quan một cái là mình để điện thoại sạc ở đó, mà không nghĩ là kiểu như là em mình vào, nếu mà chơi thì tải trò khác mà chơi, ai ngờ vào luôn trò Run City mà làm những cái chuyện mà chúng ta gọi là không thể tin được như này. Gọi là em mình thì cũng gọi là cấp 2 rồi, không phải là trẻ trâu gì đâu các bạn. Kiểu như là trẻ trâu phá thì còn dữ nữa, em mình là kiểu biết chơi đấy. Nhưng mà không biết chơi kiểu gì, mà chơi kiểu như là cho thỏa mãn bản thân hay sao mà đốt game chúng ta ghê quá. Đây thì mình sẽ kể lại sự việc như sau. Là vào một buổi sáng, gọi là do mình ngủ sớm nên mình dậy sớm luôn. Rồi mình vào thì thấy hòn đảo của mình, ui sao thấy kỳ kỳ. Nhưng mà chưa thành ra thế nào các bạn. Gọi là chúng ta vẫn còn đó là gọi là tự nhiên không. Ở đây có quả trứng là Euclid nè. Ở đây thì đây mình sẽ tìm nha. Chắc hẳn là em mình đã đặt quả trứng Euclid vào một cái vị trí nào đó rồi. Đây thì dưới này các bạn, là hồi trước các bạn còn nhớ là trên đây mình có một quả trứng Albertix trên đây không? Là mình gọi là Albertix hay là Albertix gì đó. Mình thì đợi sự kiện là khi nào mà có lá liễu các bạn thì chúng ta mới đặt ra. Rồi ai ngờ mình vào là thấy chú rồng được đặt ra rồi. Kể cả là chú rồng Đức đây nè. Đó các bạn. Như này thì chú rồng này mình tính là đợi các bạn rồi chúng ta đặt vào trong một cái video đó mà gọi là em mình đặt ra luôn. Đó là mới buổi sáng là khoảng tầm là 4 giờ mấy đó. Thì mình thấy như vậy mình cũng thấy bàng hoàng rồi. Mà game của mình khi đó là mình ước tính là chỉ bị mất khoảng tầm là 30 game thôi. Thì đó mình cũng thấy khá là bất ngờ các bạn. Nói chung là 30 game thì cũng là một số game tuy là cũng lớn đấy. Nhưng mà nói chung là với một cuộc dạo quanh của em mình, tấn công của em mình lần thứ nhất, thì 30 game nó gọi là cũng xích xoát rồi. Mình nghĩ là ôi chắc là em mình chơi vẫn gọi là vẫn còn chút gì đó lý trí để mà chúng ta gọi là chỉ bị tổn hại ít thôi. Nói chung là vẫn có làm một số thứ như là xem quảng cáo thì xem được khoảng tầm 3 hay 4 quảng cáo gì đó. Rồi còn trong nhiệm vụ thu hoạch này thì cũng thu được chút chút. Mà những cái ngôi nhà này thì hình như là vẫn chưa các bạn. Mình nhớ lúc đó hình như là vẫn chưa có xây những cái này. Đó, và những ngôi nhà đây nói chung là hết mấy cái nhà này bật hết luôn các bạn. Đấy, bật hết luôn. Đó, các bạn thấy không? Một mốc thời gian nè. 13 tiếng 75 nè, đó 13 tiếng 9 nè. Đấy, hai cái này là cùng một ngày. Rồi mấy cái này bật hết luôn các bạn. Cái này nhà này thì đang gọi là tích trữ 6 hay 8 tiếng gì đó. Thì chúng ta bật lên là để cái này, mà lúc đó đang trồng cây 30 giây mà bật lên cái cũng giống như là sơi nước không phải các bạn. Đây cái này nè. Đây cũng bật luôn các bạn. Nói chung là ngọn tháp này mình đã gọi là cố gắng để mà tối hôm qua mình đã không sử dụng rồi, cũng bật lên luôn. Ok. Và tiếp tục là nhà này nói chung là mình nghĩ chắc cũng bật lên luôn á, 48 tiếng. Mà hình như là không có ai trong đây mà. Wow. Wow. Gọi là em mình cho luôn chú rồng này vào tập luyện đi các bạn. Gọi là không cần biết gì hết, cho vào tập luyện luôn. May mà em mình nó không có xả game kiểu như là vào luyện xong, ôi luyện rồi, chúng ta hãy rồng ơi, lâu quá, chúng ta sẽ giúp rồng luyện nhanh hơn. Bập một cái là thôi rồi, rồng nào cũng luyện thì chắc mình là sạc nghiệp luôn các bạn. Rồi kể cả cái trụ này chúng ta hồi lâu lắm các bạn. Trụ này chắc là phải là 1 tiếng 45 ngày, 1 tiếng 45 á. 145 tiếng là phải là mấy ngày lận các bạn. Kể cả cái trụ này thì chúng ta 4 tiếng trước chắc là hồi lại rồi nè. Đấy, chứ hồi đó cái buổi sáng đó mình vào thấy cái trụ này cũng bật rồi. Uầy. Những cái này không biết là em mình có dùng game để mà đào kho báu không trời. Ui, nhìn thấy. Ui, bên đây nữa các bạn. Nói chung là có đào nhưng mà chắc là không đào ở cái này. Mình thấy là mình nghĩ là em mình dùng game để mà gọi là like nhanh rồi up nhanh đó. Tại vì bây giờ các bạn có thể là quan sát lượng rồng của mình ở trên đây. Như là trong video trước thì chúng ta khoảng tầm là 250 mấy thôi phải không các bạn. Rồi bây giờ thì chúng ta lên 264 rồi. Chắc là em mình là một nhà sưu tập rồng mà muốn like rồng mà kiểu như là không có nhiều thời gian. Và thấy mình có nhiều game thì thôi chúng ta gọi là cứ để mình đối chiếu video trước nè. Mình đang mở vào video trước mình xem nha. Xem là mình đang có bao nhiêu chú rồng rồi có những gì nha. 53 các bạn. Gọi là trong video đợt trước thì mình có 253 chú rồng. Mà em mình bằng một cách like thần kỳ nào đó mà chúng ta mở khóa thêm được là tới 64, là mở khóa thêm được là 11 chú rồng. Nhưng các bạn có thể nhìn thấy ở trên đây, nếu mở khóa ra rồng rồi mà không có rồng ấp trên đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là em mình đã sử dụng game để mà vừa like nhanh mà vừa up nhanh. Trời ơi, mình thấy bàng hoàng dữ thiệt thật sự luôn các bạn. Nói chung là bay tầm 250 game nha. Trong video trước của mình thì có là 6.736 game. Mà giờ chúng ta còn lại nhiêu đây đó. Ta tự trừ ra là cứ cho 700 đi các bạn. Cho là 700 trừ sao mà còn 400 thì vẫn là 484 nha các bạn. Thì may ra chúng ta cứ cho là còn 650 đi. Chúng ta bay khoảng tầm là 236 rồi. Mà đây cộng thêm là thêm 16 nữa là chúng ta cũng phải tầm là 252 đó các bạn. Đó thì mình cứ chung quy lại là bay tầm 250 game đấy các bạn. Và ngoài ra thì ta còn tổn thất về thời gian nè. Đấy, thời gian chúng ta thì không ta đi trồng cái này mà trời ơi vàng của mình tích. Trời ơi, mình tích bữa giờ mà vàng của mình trong video trước là còn bao nhiêu. Trong video trước là mình tầm vàng của mình là xem lại nha các bạn. Ok thì nói chung là trong video trước mình tầm là cũng nhiều đó các bạn, tầm là 341 mê vàng. Đó là đoạn đầu video nha. Giờ còn lại có 98 mê vàng rồi. Trời ơi, tấn công một cách dã man luôn các bạn. Dã man con ngang luôn. Rồi ok. Và nói chung là lượng trái cây của chúng ta thì sao? Lượng trái cây của chúng ta trong video trước là cũng tầm 10 mê. Khoảng tầm là 9,383 mê các bạn. Giờ còn 4,7 mê. Wow. Nói chung là tất cả chỉ số ta đều giảm, ngoại trừ là rồng chúng ta tăng thôi. Chúng ta cũng không biết là những chú rồng mà em mình lai ra là những chú rồng nào nữa. Giờ để khắp nơi rồi mình nhiều chú rồng mình cũng không đặt tên nữa. Nên mình cũng không biết là mình đã là 11 chú rồng đó là 11 chú rồng gì. Rồi nó ở đâu. Rồi như thế nào. Rồng mạnh thì mình nghĩ là không rồi đó. Mấy rồng mạnh thì chúng ta dễ gì mà lai ra được. Chỉ có ở đây là hơi bất ngờ đấy các bạn. Với lại mình like sẵn hay sao mà like hai chú rồng này. Nói chung là cứ thấy nó nhiều hiệu like ra, nhưng mà chúng ta like thành công một chú rồng, có thể là một chú rồng nào đó đặc biệt. Mình nghĩ là với khoảng thời gian mà cộng thêm 3 tiếng trước, 4 tiếng trước, không, tầm 2 tiếng thôi, là tầm 80 giờ, 80 tiếng thì khoảng tầm có thể là Minaga hoặc là những chú rồng khác, Super Sonic là gì đó. Nói chung là tùy vào hai hiệu của chú rồng này, chúng ta có thể là phỏng đoán thêm nè. Hiệu của chú rồng băng vương, rồi hiệu chú rồng đầu bếp nè, có hệ lá, đầu bếp thì có hệ lá nè, lá, ánh sáng, rồi rất có thể là Minaga luôn, hoặc Super Sonic. Nói chung là khi chúng ta like ra chúng ta mới biết nha. Hoặc là chúng ta giờ dùng công thức skip game trước, tắt wifi thì cũng được. Tí nữa nha, tí nữa cuối video mình làm thử cho các bạn xem nha. Ok. Nói chung là cay gì đâu luôn các bạn. Mới vào đó đợt nhất nha. Mình nghĩ là thôi, ngày mai chúng ta làm video cuộc tấn công của em họ bay 30 game thôi. Ai ngờ các bạn, ai ngờ mình ngủ thêm một giấc nữa. Gọi là mình dậy sớm mà, mình ngủ thêm một giấc nữa để mà buổi sáng mình dậy học online đó các bạn. Rồi giờ mình vào thấy gọi là tan nát chim muôn đó các bạn. Nếu mà ví dụ các bạn đang gọi là trong hoàn cảnh của mình thì không biết các bạn sẽ có những cái suy nghĩ gì. Nói chung là chắc là đổi lại cho là một trong một cái khoảnh khắc gì đó mà thỏa mãn cho em mình, rồi lượng rồng chúng ta tăng lên đó. Nói chung là những cái lợi thì chúng ta chỉ được như vậy. May, cũng may các bạn, cũng may là em mình không có thiếu lý trí đến nỗi mà gọi là tiêu game như tiêu nước thì thôi. Rồi chúng ta chắc là giờ là chúng ta gọi là bật video lên, rồi chúng ta ngồi im, rồi chúng ta bật nhạc lên chúng ta nghe rồi, nhưng không có trò chuyện gì ở đây. Ok, vậy thì chúng ta gọi là sơ thảo nha các bạn. Sơ thảo thì sau cuộc tấn công của em mình, gọi là em họ nha, thì chúng ta có một cái quan cảnh như thế này. Lab thì mình nói chung là mình cũng không có giúp ích gì hết. Mình thì lab lúc trước mình ngủ là lab 1, lab 10 núp 1 thì mình trước lúc đó mình đánh lên núp 3 rồi. Nói chung là phụ mình được vài quả cà chua. Nói chung là mình không có, bình thường mình không có cho em mình chơi các bạn. Đây là em mình chơi lén nha, là cuộc tấn công này là chơi lén nha. Hoặc nếu mà mình nói một từ gọi là không biết có chính xác không, gọi là như thế này á, gọi là phá rồi các bạn. Đó, trời ơi, gọi là một cái là vô tình phá hay gì đó. Chắc là em mình thì không có ý định là phá đâu, chỉ là chơi mà kiểu như là không biết chơi các bạn. Kiểu như là biết chơi nhưng mà không biết chơi, kiểu như giống như là mình đúng đó. Mình kiểu như là cái này like xong đợi lâu dùng game, những cái trụ này để đây làm gì, rồi là người ta bóp hết, những chú rồng này người ta like xong rồi thì để đây làm gì, mình phụ anh Quân mình bập xuống đi, mà đâu có biết là mình để dành những rồng đó các bạn. Và chú rồng này đang ấp xong rồi nè, rồi bập lên đây đó. Lần đầu là còn là gọi là nương tay nha các bạn, lần đầu là còn là lý trí nha các bạn. Tới lần thứ hai hình như là sắp đi học rồi hay sao á, mà cho ra like rồng tùm lum luôn. Nó like tùm lum rồi ra rồi up tùm lum, rồi game chúng ta giảm xuống rõ rệt luôn. Đã vậy vàng chúng ta còn đi trồng cây, gọi là cây xịn sò đó các bạn. Cây này cây xịn đó. Trời ơi, vàng tiêu như nước luôn, tích cả mấy tuần rồi. Rồi trái cây chúng ta gọi là lúc trước đã ít rồi, chúng ta đã cố gắng để tích lên 10 mê. Mình đang chuẩn bị là 10 mê mình sẽ làm video hướng dẫn gọi là kiếm food bình dân. Đó, các bạn có thể thấy là trong thời gian ngắn mình có thể kiếm lại một lượng trái cây rất là ok rồi đó. Nhưng khi không giờ bay xuống còn có 4.7 rồi. Đó, rồi nói chung là danh sách rồng mình chẳng biết là rồng nào mới thêm vào, cũng không biết là gì luôn. Nhiều khi mấy chú rồng đó là mấy chú rồng đơn sơ các bạn. Nói chung là không có đáng. Đấy, gọi là như vậy. Rồi, ok. Nhưng mà nói chung là sau đợt này thì mình sẽ cố gắng là rút kinh nghiệm hơn. Không các bạn, nói chung là làm gì mà like được mấy chú rồng like gần được. Chắc là like mấy chú rồng gì đó, ít ơ gì đó. Đây nè, có chú rồng là Legan nè. Đó, thì như vậy các bạn. Nói chung là mình sẽ để ý hơn. Nếu như điện thoại mình đang sạc pin á, mình sẽ để mật khẩu. Còn nếu mà không á, mình chắc là để điện thoại bên người luôn các bạn. Đang ngủ người ta để trên giường hay là để gì đó. Nói chung là ok, sẽ tránh xa tầm tay của gọi là em mình ra. Nói chung là thằng lớn á. Rồi, ok. Và ta còn mắc kẹt là hai chú rồng trên đây nè. Nếu mà dính sự kiện like thì đây chúng ta kiểm tra nha. Lắp 10 với lắp 7 thì không sao. Kèo này thì mình vẫn có thể là top 1 được các bạn. Nếu như không thể lên được lắp 15 thì chúng ta đi tàn tới lắp 11, lắp 12 được rồi. Lấy ống nghiệm là xong rồi. Rồi sau mình cũng nghĩ là mình không có đủ tài nguyên để chúng ta lên được cái mắt kính này đâu. Đấy, rồi còn trong đây nữa, trong đây thì chắc là em mình cũng đi, gọi là đi tào lao đi hết luôn nè. May mà tối qua chúng ta có đi đó, chúng ta mà không đi đi thế nào còn banh. Ok, đấy thì nói chung là video này là một video vừa buồn vừa cay đắng các bạn. Chung là các bạn có cảm nhận thế nào nếu mà kiểu như là nếu như các bạn gặp trường hợp như thế này, là bị em của mình nhưng mà em họ nha, là em ruột cũng được, nói chung là cứ là em đi vào chúng ta tấn công nick như thế này nếu chúng ta không muốn dùng từ là phá nick. Ok, nhưng mà cũng may các bạn vẫn là còn khắc phục được nha. Đối với mình thì nói chung là đối với mình những cái này thì chúng ta cũng bình thường thôi, kiểu mình cũng có cay mà cay một khoảng thời gian thôi. Chắc về mình cũng sẽ có là nhắc nhở nhẹ nhàng đó các bạn. Nói chung là chưa đến mức mà chúng ta làm lớn chuyện lên. Chúng ta mới bay khoảng tầm là 250 game thôi. Mình nói chung là có thể kiếm lại được, nói chung là kiếm lại rồi. Nói chung sau này chúng ta cũng sẽ sử dụng game vào những video khác thôi. Mà nếu mà chúng ta có một cái video mà tận mắt mà gọi là lúc mà em mình đang gọi là vồ vào để xem nó làm cái gì á, kiểu như là những cái bước mà nó kiểu như là nó quay mà nó cũng không biết là mình đang quay á, thì để xem là với tâm hồn trẻ thơ cấp 2 rồi, gọi là người mà nghĩ rằng mình biết chơi Run City mà vào gọi là làm những cái này á, thì chắc là chúng ta sẽ có một video rất là thú vị. Đây thì mình chỉ có video là mình review lại, mình chỉ cho các bạn xem lại là cái quang cảnh mà nó hoang tàn, gọi là nó chóng vắng, nó hiu quạnh, nó cay đắng khi mà em mình đã 2 cuộc tấn công, mình gọi tắt là một cuộc tấn công trong đêm nha. Đấy, cái là một cái là trong đêm, một cái là rạng sáng đó. Nếu mà mình gọi là mình biết hơn là sau cái cuộc tấn công thứ nhất là mình phải tìm cách để mình có thể là lấy lại cái, có là giữ lại cái điện thoại rồi. Nhưng rất tiếc vẫn là mình chủ quan. Ok, nói chung là mình cũng rất xin lỗi các bạn vì nick của mình ở trong series là không chỉ là đến nick mình, gọi là mình quan niệm không chỉ là nick của riêng mình mà là của tất cả chúng ta, mà là mỗi quyết định của mình, mỗi cái đường đi của mình đều ảnh hưởng tới rất là nhiều bạn ta đang xem series, đồng hành với mình từ tập 1 tới tập bây giờ rồi. Và chúng ta vì cái sự chủ quan nhất thời mà để một cái khung cảnh nó hoang tàn như vậy nó xảy ra, rất nhiều bạn rất là tiếc cho mình, nói chung là cũng tiếc cho các bạn nữa. Rồi không sao đâu các bạn, nói chung là mình sẽ cố gắng để mà có thể là sửa chữa khắc phục những cái gọi là sai lầm như thế này trong một cái thời gian tới. Và mình vẫn quyết định cố gắng là phải được top 1 nha, thì không phụ lòng các bạn. Dù sao thì mình cũng tính đó, là lượng game của mình sử dụng trong được đua Harris đó là nó không bao nhiêu cả các bạn. Nói chung là chúng ta xài bao nhiêu kiếm gạnh nó trong mức duy trì, mình tính làm video để cho các bạn thấy điều đó, nhưng chưa kịp làm các bạn, chưa kịp thì điều này đã xảy ra rồi. Nhưng mà sớm hay muộn gì cũng phải xảy ra, gọi là một lần để chúng ta có những cái kinh nghiệm cho những lần sau thôi. Mình cũng không có, gọi là mình chỉ cay khoảng tầm là trong vòng mười mấy phút thôi. Lúc đầu mình mới vào làm video mình cũng hơi cay tí xíu, nhưng bây giờ chúng ta tâm sự được, chúng ta giải tỏa được cho các bạn rồi, thì mình cũng rất là gọi là vơi đi các bạn. Cũng cảm ơn các bạn đã lắng nghe video này nha. Video này chúng ta không có làm gì nhiều ngoài việc chúng ta cứ đi review lại những cái chuyện này. Ngoài ra mình không biết là em mình còn làm gì nữa không nha, vì tất cả những cái cột này chúng ta đều búp rồi nè, rồi trứng rồng, rồi nhà rồng chúng ta cũng up xuống, rồi chúng ta cũng nở ra trong thời gian skip game và cũng like những chú rồng mới, mà đặc biệt là chúng ta còn chú rồng như đây chắc là hên đó. Rồi trong cái rủi thì có cái may mình gọi như vậy. Ở đây thì cũng có chú rồng mới nha, new nè, có chữ new nè các bạn. Và đặc biệt á các bạn như thế này nè, tại vì á chúng ta thêm được là 11 chú rồng phải không, thì trong 11 chú rồng cho thêm á, biết đâu là có những chú rồng mà em mình lai ra đâu phải lúc nào cũng là rồng mới đâu, và có những chú rồng cũ nữa, mà cộng với là những chú rồng cũ mà vừa like mà vừa đặt ra, mà lượng game chúng ta tiêu tốn khoảng tầm là trong vòng 200 mấy á, thì gọi là cũng là một cái điều gì đó mà nó khá là thú vị các bạn. Đây không có, gọi là không có sự kiện mà, gọi là không có sự kiện mà để mà nói luôn các bạn, để mà chúng ta nếu mà có đi sự kiện like, sự kiện up đi thì mình còn phụ được cho tem nha. Đây không có các bạn, không có là mình mất trắng luôn, gọi là quá buồn các bạn. Ok, nhưng mà mình cũng đã bớt buồn rồi, và chắc chắn rồi mình sẽ cố gắng kiềm chế và thật là nhẹ nhàng với em mình mình cũng không có đến mức là phải làm căng như vậy, gọi là mình nhắc nhở rồi lần sau thì mình, mặc dù mình nhắc nhở rồi nhưng lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm là chúng ta gọi là cẩn thận hơn, cảnh giác hơn nha các bạn. Hoặc ôi nhiều khi là trong Monter-Ligan cũng xảy ra chuyện đó các bạn. Nói chung là trong Monter-Ligan thì mình cũng chưa kiểm tra nha, nếu mà có chuyện gì nữa thì thôi rồi á. Ok, thì bởi vì bình thường á, là em mình hay lấy điện thoại của mình chơi lén á, thì tải trò robot gì đó về chơi. Nhưng mà nay thì thấy là chắc là thích trò Run City rồi. Ok, thật là một cái gì đó gọi là thảm họa các bạn. Rồi bây giờ thực hiện gọi là lời nói lúc đầu của mình sẽ skip qua là chú rồng này cho các bạn xem nha. Nói chung thì với cách chúng ta tắt wifi thì ta có thể là xem trước rồng nha các bạn. Ok, đây nè, mình sẽ cho các bạn xem nha. Tết này tên rồi dòng giấy các bạn có thể đoán nha. Rồi, giờ thì chúng ta sẽ đây 16 game này thì ui, trái tim màu cam luôn, cam new, wow, chưa có đó. Chúng ta sẽ phỏng đoán nè. Đầu tiên thì mình sẽ tìm hệ của hai chú rồng này nha. Ok, ok. Thì nói chung là mình cũng làm một video like 7 chú rồng thiên hà rồi. Thì đó. Ok, ok, chúng ta tìm nè. Đây là lửa nha, có lửa nè, có ánh sáng nè, lá nè. Hệ vô cực thì chúng ta cứ bỏ đi. Nói chung là hệ vô cực là không có liên quan gì tới những chú rồng ở trên đảo đâu. Ok, bây giờ đến chú rồng băng nè. Băng thì trong đó phải có hệ băng rồi. Băng và mình nghĩ là có hệ nước á. Chúng ta cứ tìm hệ băng đi. Ai kinh nè, chắc là chú rồng này các bạn. Đây thì có hệ nước và hệ băng, hệ thép nha. Rồi băng, nước, thép. Ok, chúng ta sẽ xem lại những chú rồng thiên hà của chúng ta nha các bạn. Đây thì mình nhớ ở đâu đó thấp thoáng đến mắt đôi môi mê say. Đây nè, đây chắc là đây nè. Rồi không, chỗ đây chỉ có Albertix thôi. Rồi đây thì mình mở lại những rồng trên đảo các bạn. Chúng ta đã có biết được một chút hệ rồi, băng, nước và thép. Rồi ánh sáng, có ánh sáng, lá và đây ánh sáng, lá và lửa các bạn. Rồi, giờ chúng ta tìm nha. Nghĩ là nó sẽ ở đâu đây, đâu đây. Rồi, chúng ta sẽ truy tìm nha. Minaga thì chúng ta có hệ lửa này, có hệ băng này, có hệ lá và có hệ điện luôn. Rồi, có thể là Minaga nha các bạn. Minanium á, thì chúng ta có hệ nước, có hệ thép, nhưng chúng ta lại không có hệ đất và hệ đấu sĩ. Nên chúng ta loại trường hợp là Minanium ra nha các bạn. Ok, tiếp tục nè. Và Foray á, thì chúng ta có hệ lửa, hệ băng và hệ thép, nhưng chúng ta không có hệ đất. Thì chúng ta cũng loại Foray ra luôn. Còn về đâu nữa rồi, Promethium á, thì thời gian like của Promethium thì bằng với là hai chú rồng kia, và cũng không có hệ bóng tối luôn và hệ điện. Chúng ta sẽ loại ra nha. Thì đâu rồi, còn ai nữa không? Super Sonic. Super Sonic cũng vậy, chúng ta không có hệ đất nha các bạn. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vậy thì chúng ta loại ra 7 trường hợp rồi, chỉ còn lại Minaga nha. Và Minaga thì cũng là trong phiên bản mới, để xem mình đoán có đúng không nha. Tên rồi, ok, Minaga nha các bạn. Em mình không biết là like sẵn sàng gì đó mà là ra Minaga luôn. Ok, nhưng mà thật ra thì mình muốn like Minaga khi nào cũng được. Tại vì mình biết công thức mà. Mình chỉ cần cho có đủ hệ của Minaga thì chúng ta like chập hồi vẫn được à. Nói chung thì đây thì mình gọi là có cái trong cái rủi có cái may thôi. Nói chung là một phần gì đó mà an ủi tí xíu thôi. Với lại chúng ta được thêm 11 chú rồng mới, để cho bộ rồng chúng ta thì được cải tiến hơn. Vì mình ít khi mà mình chú tâm tới việc chúng ta like những chú rồng mới để mà làm đầy cho bộ siêu tập rồi bộ danh sách rồng á. Nên đây cũng là một cơ hội tốt. Nói chung chúng ta sẽ nhìn lại trong những cái mặt tiêu cực, chúng ta có những cái mặt tích cực. Và hy vọng rằng video của mình sẽ được nhiều bạn ủng hộ và cũng như là chia sẻ để chúng ta cùng nhau là giải quyết, là chúng ta cũng san sẻ bớt gánh nặng này nha các bạn. Ok, và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.